Những lưu ý khi mua nhà để tránh trong trường hợp bạn phải mua với giá đắt. Một, đó là bạn hạn chế mua nhà trong trường hợp thị trường đang nóng sốt. Bởi vì khi thị trường nóng sốt thì chắc chắn giá cả sẽ leo thang. Nếu như bạn mua nhà trong lúc này, chắc chắn bạn sẽ bị mua với một cái mức giá rất là cao. Hai, đó là trong mọi tình huống thì bạn hãy bình tĩnh và suy xét cẩn thận xem rằng căn nhà đó với mức giá hiện nay có phù hợp hay không, và điều đặc biệt đó là có phù hợp với tài chính của bạn hay không. Ba, đó là bạn cần phải thẩm định giá trị thực của căn nhà, hiện trạng của căn nhà thực tế. Hãy đi xem căn nhà đó để chúng ta biết chắc chắn rằng là chúng ta mua căn nhà đúng giá. 4. Đó là chúng ta cần phải xem xét môi trường xung quanh của căn nhà này, an ninh ở đây có tốt hay không, có gần chợ, có gần bệnh viện, có gần các khu vui chơi giải trí hay không. Nếu như căn nhà đó có một môi trường sống tốt thì chắc chắn giá trị bất động sản ở khu vực đó sẽ gia tăng theo thời gian. Cuối cùng đó là bạn cần phải xem xét các vấn đề tiềm tàng của căn nhà. Căn nhà đó thực sự có phong thủy tốt hay không, căn nhà đó có tranh chấp giấy tờ hay không, hoặc là có người chết ở trong căn nhà hay không. Đó cũng liên quan đến việc về phong thủy. Nếu như bạn xem xét và nghiên cứu kỹ về căn nhà đó, tôi tin chắc bạn sẽ lựa chọn được một căn nhà với giá trị tốt và tăng trưởng tốt theo thời gian.